giúp đỡ bà Pig phần 2. Ui da, mông của mình. Có một nơi như thế này tới đảo rác ư? Hãy trả lại sau khi sử dụng xong. Á, à, cậu đang nhận nhầm rồi. Các cậu ơi, đến đây. Tôi đã tìm thấy chiếc mông rồi nè. Có thật không? Thế những gì bọn mình cần làm bây giờ là mau đi sửa cái lò mà thôi. Tớ đã tìm thấy nó mà. Không thể nào. Này, vậy là các cậu đã tìm thấy con chip nguồn rồi hả? Đây không phải là con chip nguồn. Cái gì chứ? Cậu nhanh đi, nó trông giống như một miếng xương chó đó thôi. Không, nhìn hơi giống thôi. Nhưng đây không phải là chiếc nguồn đâu. Không thể nào. Cậu có biết bọn mình đã tìm vất vả như thế nào không hả? Nó phải ở đâu đây thôi. Vui quá đi. Hãy trả lại sau khi sử dụng. Sen cùng vui quá đi. Vui lòng trả lại sau khi sử dụng. Đây cũng không phải. Ấm đun nước hả? Sen cùng khát quá. Ôi trời ơi, sen cua mà. Cái này nữa, cả cái này cũng vậy nữa. Sao mà nhiều thứ quá vậy nè? Cậu có sao không, Pin Pin? Đang đi đâu đây? Mạnh lên chút nữa đi. Ra không? Cậu ổn chứ? Trời ơi! Pin Pin à, các cậu ơi. Pin Pin, cậu đi đâu vậy? Ôi trời ơi, tớ cũng không biết nữa. Hả? Đây là đâu thế? Hồi quá. Chi Chi, cậu không ngửi thấy mùi đó hả? Ôi, hôi quá. Nhưng sen cung đang ở đâu rồi? Hãy trả lại sau khi sử dụng. Vui lòng trả lại sau khi... Vậy chúng ta lại đi đâu đây? Chi Chi, nhìn phía trước kìa. Đó là cái gì vậy? Ôi trời ơi, mình sẽ bị đè bẹp dí như con bò cho xem. Tớ không thể chết như vậy được.
Hãy trả lại nơi, trả lại nơi. Ồ, Chi Chi, nhìn kia. Hả? Tuyệt, đất kết, cậu là tuyệt nhất. Hãy lên trên đó đi. Nhưng chúng ta đi lên đó bằng cách nào nhỉ? À, tớ có ý này, để đó cho tớ. Tốt lắm, tớ làm trước đây. Mình làm được rồi. Nè, Chi Chi, mau lên đây. Ôi trời, suýt nữa thì... Ôi, mình vẫn còn sống. Sang-kun, tớ không muốn bị đè bẹp dí đâu. Thôi nào. Sang-kun, cậu... Sang-kun, hãy đợi cho đến khi tớ bắt được cậu. Nào, đi thôi. Hả? Này, Sayo, ở đằng kia. Đó là một con chó con. Ôi trời ơi, dễ thương quá đi. Đến đây nào. Tên của em là gì vậy? Ồ, đó là một con chó con. Thật dễ thương. Wow, cậu dễ thương quá đi mất. Này, đừng đi mà. Hả? Đó chẳng phải là con chip nguồn ư? Cái gì? Con chip nguồn? Lần này chúng ta lại đang ở đâu đây? Ở đâu cũng được. Đừng có ở trong thùng rác là được rồi. Chi Chi, chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với các cậu vậy? Đó két, tớ nhớ cậu quá. Buông ra nào, đừng có bóp chặt tớ như vậy. Tớ rất vui khi mọi người đều ổn. Ping Ping, cậu đã tìm thấy con chiếc nguồn chưa? Con robot chó kia đang giữ đó. Cái gì? Vậy thì mình hãy đi bắt nó nào. Này chó con, bọn mình cần con chiếc nguồn đó. Này chó con ơi. Sang-kun, không, đi xuống đây mau. Lần này thì chúng ta đang ở đâu đây? Duckett ơi, mình vẫn còn sống đúng không? Các cậu ổn chứ? Ừ, tớ nghĩ vậy. Con chó con robot đâu rồi? Cậu đã bị bất ngờ lắm đúng không? Tất cả đều ổn cả. Ping Ping, con chiếc nguồn cũng ở đây. Tốt quá, vào bên trong thôi. Bà ơi, chúng cháu đã tìm thấy con chip nguồn rồi. Ôi, các cháu, mấy đứa đã quay trở lại rồi hả?
Ôi trời ơi, Pupa của ta. Ta đã tìm con suốt. Bà ơi, con chó đang giữ con chip nguồn trong miệng đó. Hả? Sao con lại làm vậy, Pupa? Có lẽ nó tưởng đó là xương chó ấy mà. Chiếc nguồn đã được kết nối trùng khớp. Tuyệt. Giờ thì chúng ta bắt đầu làm việc nha. Tê-rin. Tê-rin. À, mà nhân tiện, Tê-rin đâu rồi nhỉ? Hãy trả lại sau khi sử dụng.